Xin chào tất cả các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn du học online của công ty du học Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì công ty du học Tân Đại Dương cũng xin giải đáp cho các bạn một số thông tin về du học thạc sĩ tại Singapore, về trường đại học Curtin tại Singapore. Các bạn muốn du học thạc sĩ tại Singapore mà các bạn vẫn chưa biết nhiều về thông tin học phí cũng như là điều kiện học tập tại trường như thế nào và trường nào thì hiện tại đang có chương trình học bổng du học thạc sĩ tại Singapore là tốt nhất. Và nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin giải đáp cho các bạn một số câu hỏi mà các bạn sinh viên cũng như các bậc phụ huynh đã gửi về cho Tân Đại Dương trong thời gian qua. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Quốc Trung thì bạn muốn hỏi về chương trình học thạc sĩ ở trường Đại học Curtin ở Singapore. Thì bạn có nói là em muốn học chương trình thạc sĩ tại trường Curtin ở Singapore. Tân Đại Dương có thể cung cấp các thông tin về chuyên ngành nào đào tạo thạc sĩ tại trường, cũng như là về học phí và điều kiện nhập học tại trường ra sao? Thì chào Quốc Trung, thì Tân Đại Dương hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Đại học Curtin Singapore tại Việt Nam. Thì nhân đây thì Tân Đại Dương cũng xin chia sẻ với em một số thông tin về trường Đại học Curtin như sau. Thì trường Đại học Curtin Singapore là cơ sở đào tạo của trường Đại học Công lập Curtin của Úc tại Singapore, với chương trình đào tạo cấp bằng tương đương như khi du học tại Curtin ở Úc. Sinh viên học tại Curtin Singapore ngoài bị tiết kiệm 40% học phí so với du học tại Úc thì còn tiết kiệm được phí sinh hoạt nhờ thời gian học liên tục, kỳ nghỉ ngắn giữa các khóa thay vì kỳ nghỉ hè dài tại Singapore. Thành lập từ năm 1968 thì trường Đại học Công nghệ Curtin của Úc là trường đại học công lập lớn nhất ở Tây Úc và nằm trong top 3% các trường đại học tốt nhất trên thế giới. Trường có cơ sở đặt tại Sydney, Perth của Úc và chi nhánh tại Malaysia và Singapore. Trường Đại học Curtin Singapore thì đặt tại Jalan Raya, trung tâm của Singapore, với cơ sở vật chất được đầu tư hơn 40 triệu đô la Singapore, bao gồm 40 lớp học, 10 giảng đường lớn với hơn 1.800 sinh viên đang theo học tại trường. Thư viện của trường thì được kết nối trực tiếp với thư viện của Curtin của Úc. Đội ngũ giảng viên của trường Curtin thì luôn hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên quốc tế trong học tập và định hướng nghề nghiệp sau khi ra trường. Sinh viên theo học tại trường Đại học Curtin Singapore thì được nhận bằng tương đương như khi du học tại Úc, và sinh viên có thể chuyển tiếp sang cơ sở đào tạo của Curtin tại Perth hoặc là Sydney với thủ tục visa đơn giản. Và một số ưu điểm nổi trội khi mà các bạn học tại trường Đại học Curtin Singapore như sau. Một năm học tại Curtin Singapore bao gồm có 3 học kỳ, do đó sinh viên hoàn thành chương trình cử nhân chỉ trong vòng 2 năm và thạc sĩ chỉ trong vòng 1 năm. Đại học Curtin Singapore còn có chương trình dự bị đại học cho học sinh đã hoàn tất lớp 11 ở Việt Nam. Đối với chương trình cử nhân thì sinh viên sẽ được chọn học ngành kép mà không phải đóng thêm học phí. Về chương trình thạc sĩ của trường thì đặc biệt không yêu cầu kinh nghiệm làm việc của các bạn. Và các chuyên ngành đào tạo tại trường Curtin của Singapore như sau. Trường đào tạo các chuyên ngành như là thạc sĩ thương mại quốc tế, thạc sĩ hậu cần logistics và thạc sĩ quản trị dự án. Đây là một trong những ngành mới tại trường đại học Curtin ở Singapore. Về yêu cầu đầu vào thì yêu cầu các bạn phải có IELTS là từ 6.5 hoặc là TOEFL là 570, TOEFL IBT là từ 230 trở lên, tốt nghiệp đại học được công nhận. Và nếu như sinh viên chưa có IELTS thì có thể làm bài test tiếng Anh đầu vào của trường và để xác định được cái level học Anh văn của mình là như thế nào trước khi mà các bạn vào học chương trình thạc sĩ. Thời gian học thạc sĩ là 1 năm và học phí là 30.000 đô la Singapore cho toàn khóa học, được chia làm 3 lần đóng và mỗi lần các bạn sẽ đóng là 10.000 đô la Singapore. Và một điều đặc biệt nữa là đối với chương trình thạc sĩ tại Đại học Curtin Singapore thì thời gian học chỉ là 12 tháng, được chia làm 3 học kỳ và sinh viên có thể lựa chọn học kỳ cuối tại trường Curtin ở Perth hoặc là Sydney. Và để biết thêm thông tin chi tiết thì các bạn cũng có thể liên hệ với công ty du học Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam và hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Đại học Curtin Singapore tại Việt Nam. Các bạn có thể gọi điện thoại tới số là 0838382080 hoặc là 0838484879, hoặc các bạn cũng có thể đến trực tiếp tư vấn tại công ty Tân Đại Dương qua địa chỉ là 902 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, hoặc là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hoặc các bạn cũng có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com để tham khảo thêm những thông tin chi tiết về học phí cũng như là điều kiện học tập tại trường Curtin như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.